Still evil out in the world. It's our job to make sure they don't get their way. We train for any situation. Just like the old days. Thank you.
the elites in free fire received an invitation. An invitation offering them secret treasure and adventures. The treasure was so tempting, every one of them went on this unexpected journey. They didn't know what was waiting for them ahead. They have to fight before reaching the treasure. And only the elites can survive this trial. This trial has just started. Là khi cậu đạt top 1 trong game Free Fire ấy mà. Hãy xem đây. Free Fire là game sinh tồn số 1 trên thế giới, được 450 triệu lượt tải trên App Store và Google Play. Hãy xem đây. Bí kíp cao thủ top 1 bố giá. Mở game nào. Đầu tiên cậu hãy chọn cho mình một nhân vật nhé. Free Fire có hệ thống nhân vật đa dạng và liên tục được cập nhật. Mỗi nhân vật lại có một kỹ năng riêng. Tôi chọn bằng áo vàng này. Đó là Kelly. Kỹ năng của cậu ấy là chạy nhanh. Cậu có thể nâng cấp kỹ năng cho nhân vật của mình bằng cách sử dụng chiến thật nhiều. Có hàng trăm trang phục cực xịn sò để cậu có thể tha hồ biến nhân vật của mình trở nên thật đặc biệt đấy nhé. À, đó là Beo Beo, trợ thủ của cậu trong game đấy. Sẵn sàng dễ dụ thôi nào. Cậu có thể bắn bắn solo hay bắn cùng bạn bè ở chế độ thay người nhiều cũng được nha. Làm thế nào để được vô gia hả bác Sim? Đơn giản lắm. Nhiệm vụ là cậu cùng đồng đội trở thành người sống sót cuối cùng trong 50 người chơi thôi. Nào, đi kiếm đồ thôi. Đi sát tới nhé. Wow, xuống xịn kìa. Maxim, mình lút được súng rồi nè. Có. Lút cả thế gian. Đừng tham nhạc mà đi một mình. Nhớ đi cùng đồng đội, đi cùng chạy bo nữa đấy. Đây là vòng bo. Nó sẽ thu hẹp dần lại trên bản đồ. Với lượng sát thương đốt ngày càng đau, di chuyển thật khéo léo vào trong bo và đừng để bị bắn. Có được kìa, nắp đi, để tới lo. Hơ, nguy hiểm thật. May mà trong Free Fire có cả đồ ngụy trang. Hả? Á, xe ra. Kelly, cẩn thận đằng sau. Cứu tôi với! Hả? Tới liền! Tránh xa bạn ta ra! Bôi da! Top 1 rồi! Phải sống dài mới thành huyền thoại được! Ván nữa không? Hãy nhớ tải Free Fire trên App Store và Google Play nhé! We'll be right back.
bicho vai pegar. We'll be right back.